Đấy, mọi người thấy độ sâu cái chỗ này là sâu nhất này mọi người này. Đấy, cái khu vực chỗ này là sâu nhất này. Mọi người quan sát bây giờ là mình đang đứng ở bên phía đất của nhà Antonio đây này mọi người này. Đây nữa này. Tất cả cái khu vực ven bờ suối này các bạn sẽ dọn hết. Về. Agora lita limpa tudo aqui. Amanhã depois amanhã você continua terminar aqui também para plantar aqui também tudo coisa. Quintitino, Quintitino. Ok, xin chào mọi người nha. Quý Bôn đi từ vào Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào tất cả mọi người nào. Xin chào. Quỳnh chào mọi người đi. Quỳnh chào mọi người đi Quỳnh. Cháu là Quỳnh xinh gái. Cháu là Quỳnh Titino. Hả? Cháu là Quỳnh Titino. Hiện tại cái gì phát tí à dinh đông cô phát tí có mẹ dinh đông cô nào Quỳnh có mẹ dinh đông cô nào à. Hiện tại Quyết và Quỳnh đang đưa mọi người sang xem chỗ cái bờ kè đập của Tony Phong với các bạn sông suối làm xem tình hình như thế nào nha mọi người nhé. Mình vừa tham quan và cũng đưa mọi người đi tham quan luôn. Hiện tại là bên này thì Tony Phong làm coi như là hoàn thành đến 95% rồi. Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi xem tình hình là kết quả làm việc của Tony Phong với các bạn ở bên này thế nào. Ôi chỗ này các bạn đốt đống củi này à. Bỏ ta đi. Bỏ ta đi xin đốt tụi. Tony Phong đâu ta? Tony Phong ta là. Nóng quá đi ra đây nè. Đi con peso à. Phát tiền. Đây mọi người ạ, à, chúng ta đã đến chỗ cái đập cho mọi người nhé. Chỗ bờ kè nước mà Tony Phong làm với các bạn đây. Hiện tại là coi như là như thế này là hoàn thành mọi người nhé. Thì tất cả ở chỗ này thì anh Phong bữa vừa rồi làm cũng khá là vất vả mọi người ạ. Nói chung là cũng là vì cái lỗi ban đầu mà anh Phong anh không kiểm soát được các bạn ấy hết. Thế xong là các bạn ấy bỏ cái cỏ với lại là cái tàu cỏ xuống dưới này. Thế cho nên là nó thành cái rạch. Nó bắt thành cái rạch nước xong bắt đầu là nó cứ chảy theo cái tàu cỏ cái cỏ đấy nó chảy qua. Thế xong rồi là phải mất công sửa chữa, nói chung là đắp cũng hơi bị vất vả nha mọi người nha. Thế nhưng mà bây giờ thì Tony Phong gọi như khắc phục như thế là cũng ổn định rồi. Ở dưới này thì nó còn bị giò nhưng mà nó chỉ là giò một ít thôi chứ nó không phải là đáng kể. Cho nên là cái này là gọi là cái lượng giò chấp nhận được. Các thanh niên đi ăn thôi, bỏ ta đi. Đây mọi người quan sát hiện tại bây giờ là cái đập nó đã chặn nước và nước đã dâng cao lên như này mọi người này. Nước dâng lên khá là cao nhé. Và ở phía dưới này này là cái mực nước là nó ngập qua đầu ấy mọi người, ngập qua đầu ấy. Nên là mình cũng dặn Antonio Maria là không được cho bọn trẻ con qua đây chơi một mình. Nếu mà không có người lớn đi cùng cái thứ là không cho mấy đứa trẻ con nó ra ngoài này. Ở dưới này mực nước nó khá là sâu. Chắc là mấy bữa nữa là chúng ta sẽ đi bắt cá rô về thả lên trên kia với lại thả ở dưới này nha mọi người nhé. Không có ông nào xuống thử nước xem cho mọi người xem nhỉ. Ô, đô đi vào đù. Você conseguir nada, né? Você pode entrar e confirmar para o povo ver onde fundura, né? Pode que confirmar, é? Sẵn bạn ấy cũng đang quần áo ướt cho bạn cũng mới bơi lên đấy. Ui. Đây mọi người xem độ sâu của nó. Đây, chỗ này đã ngập qua đầu mọi người, ngập qua đầu của bạn này. Bạn này thì cũng không có cao lắm đâu. Đấy. Đấy mọi người thấy độ sâu cái chỗ này là sâu nhất này mọi người này. Đấy cái khu vực chỗ này là sâu nhất này. Quay rồi. Ngập qua đầu mà còn thêm cả cái cánh tay nữa. Dạ tạm bông, dạ brigade nhá. Đấy cho nên là cái này là còn sâu hơn cả ở phía trên của nhà Antonio. Ở phía trên của nhà Antonio cái chỗ nào mà sâu nhất thì nó chỉ đến cái tầm ngang ngực thôi. Ở chỗ này thì cái độ sâu như này nó khá là nguy hiểm mọi người ạ. Mọi người xem là sau khi mà đắp vào thì tất cả nước nó dâng lên cái diện tích nước khá là rộng như mọi người ạ. Trông nó rộng lắm.
Và đây thì chắc là chúng ta sẽ đắp cái độ cao nước như này thôi, bởi vì ở phiên phía bên này thì cái mặt đất ở chỗ này nó cũng thấp chứ nó không cao mọi người ạ. Đây là khi mà đắp lên thì cái nước chỗ này nó cũng lên gần đến cái mặt đất ở phía trên này rồi đây mọi người này. Ở chỗ này thì anh Phong anh cũng đã chặn lại để cho nước ở đây nó dâng, xong rồi nước ở dưới này thì nó vẫn cứ đổ xuống như đây nha mọi người nhé. Đấy, Quỳnh trông hay Quỳnh con cẩn thận nha. Hiện tại như bây giờ là mấy thanh niên này đang tiếp tục để đổ đất nữa hay sao không biết, để cho nó hoàn thành cái khu vực này không biết. Ta continua di mettere qui ne. Otro gruppo ta oggi. Sta qui na sombra, ya. Fa. Na fica na son tudo. Fa mo su agora. À ok. Thế là các bạn ấy vừa đi ăn trưa về mọi người, các bạn vừa đi ăn trưa về. Công việc tiếp theo của các bạn ấy là hoàn thành nốt cho cái phần đập này nó cao lên mọi người. Cái phần phía bên kia nó sẽ cao lên. Cho nên là Tony Phong có vẻ như đang chia đội, chia nhóm ra cho các bạn ấy làm. Và một nửa, hôm nay sẽ là một nửa các bạn nên làm hoàn thành nốt ở phía trên này. Một nửa các bạn sẽ quay ra để dọn phía cái bờ suối ở phía dưới này nhé mọi người nhé. Đây mọi người quan sát là cái phía bờ suối này các bạn sẽ dọn sạch dần đi. Để sắp tới sang cái mùa khô thì chúng ta bắt đầu là canh tác và sử dụng cái khu vực cái ven bờ suối này trước mọi người. Ở bên kia các bạn ấy đã dọn, đã sạch sẽ rồi kìa. Hai ông nhảy xuống bơi luôn rồi đấy. Các thanh niên ăn xong bây giờ đang tranh thủ xuống để đi tắm đây này. Hầu hết ở đây các bạn ấy đều biết bơi hết nha mọi người nha. Nói chung là ở đây thì ít sông suối, thế nhưng mà cũng có cái hay rằng là gần như ông nào cũng biết bơi. Tỷ lệ biết bơi khá là nhiều. Mình có xem trên video mọi người có nói rằng là mấy ông này làm việc khá là kỳ lạ. Và đặc biệt ông Tony Phong mà ông cứ chả góp ý. Ở cái chỗ là các vị tài tình là cứ đào đất ở phía sau đập mà không đào ở phía trước đập. Đây, tất cả các khu vực dưới chỗ này này là đào rất là sâu xuống chỗ này. Mọi người hay nói là tại sao lại đào ở phía sau đập. Thì nói chung là cái này thì không đáng lo đâu mọi người ạ. Đào ở phía sau đập nhưng mà nó cũng về tương đối phía sau hẳn. Cái đất nền ở cái chỗ này nó cũng khá là vững. Chúng ta cái mặt đập ở kia nó cũng không quá là áp lực cao để nó đẩy vỡ tất cả cái khu vực chỗ này mọi người. Cái nói chung là cái chỗ này nó chỉ vỡ khi nào mà đập Tam Hiệp nó vỡ thôi. Ở phía trước này các bạn ấy không đào là bởi vì sao? Là ở phía này toàn đá mọi người. Các bạn ấy đã từng đào thử cái phía chỗ này rồi nhưng mà nhiều đá quá nên là các bạn ấy không đào được. Cho nên phải quay ra đào về phía bên đấy. Chứ chính thức ra thì đẹp ra thì đúng như mà mọi người nói trên lý thuyết là phải đào ở phía trước, vừa là làm sâu cái lòng cái hố này và vừa làm rộng ra diện tích. Thế nhưng mà trên thực tế thì các bạn ấy đào ở đây toàn bộ khu vực này toàn đá to cái thứ thôi, cho nên các bạn cũng không đào được. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đào ra phía sau này nha mọi người nhé. Và nói chung là đào ở phía sau này thì chúng ta cũng phải tính là làm sao để cho nó không bị vỡ cái đập nha mọi người nhé. Nghe hóng chuyện. Sao? Tony Phong nói ngó ra không? Đây Tony Phong chào mọi người. Xin chào các bạn. Đây nha Tony Phong đây mọi người nha. Tony Phong thì công việc cũng khá là vất vả khi mà liên tục ở đây kèm cặp cho các bạn ấy làm. Nói chung là do là cái đợt đầu mà Tony Phong mấy cái hôm đầu mà không có liên tục với các bạn ấy là sẽ bị lỗi lầm sai lầm xảy ra ngay. Cho nên thời gian sau của cái việc đắp cái bờ này là Tony Phong phải ở đây liên tục với các bạn ấy để chỉ cho các bạn ấy làm. Bây giờ sau khi làm xong thì cái bờ này trông khá là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ rồi. Các bạn chỉ có nâng cao cái phần phía kia nữa thôi là ok. Hiện tại là ở các khu vực gần quanh cái bờ đập này thì các bạn cũng đã dọn sạch sẽ hết rồi mọi người. Nói chung là cái lúc làm thì trông khá là phức tạp, khá là vất vả. Nhưng mà bây giờ hoàn thiện rồi thì mọi người quan sát thấy nó cũng đã trở nên rất là đẹp rồi. Đấy, đi vòng lên thì cái mặt nước dâng lên thì đúng vừa đến cái chân đập của nhà Antonio luôn mọi người ạ. Là tính đến cái định kia thì độ chênh lệch là nó phải lên đến tầm phải hơn 1,5 m, gần 2 m. Ở khu vực này là toàn bộ là đá nha mọi người nhé. Khu vực này là đá này, với chỗ mình đang đứng lên toàn là cái mỏm đá hết. Đến dọc cái khu vực này cũng toàn là đá. Chính vì thế mà
chúng ta không có đào ở phía trước này vì là dính đá không thể đào nổi. Hiện tại mọi người nhìn thấy bạn Dorivaldu kia, bạn ấy đang dọn rác ở xung quanh cái hố này. Thì ngay cái vị trí đó là cái vị trí ngay bên đất của nhà Antonio mọi người. Và mọi người quan sát thấy đấy, nước là nó đã dâng lên đến gọi là rất là cao rồi. Ngày xưa cái chỗ nước đổ kia là nó chảy xuống cũng khá là cao. Nhưng mà bây giờ thì nó nước nó dâng lên đến tận gần đến nơi rồi. Bây giờ Quyết sẽ đưa mọi người đi xem một vòng để xem tình hình là các bạn đi đang sưu dọn như thế nào nha mọi người nha. Bạn Dorivaldu này được Tony Phong giao nhiệm vụ cho là bạn đi dọn xung quanh cái khu vực hồ nước này. Thì tất cả như mọi người quan sát thấy ở phía góc đằng này thì bạn đi đã dọn khá là sạch sẽ rồi. Bây giờ là bạn đi dọn một vòng xung quanh ở đây. Từ đó cho lên đến chỗ gần phía chân đập của nhà Antonio mọi người ạ. Thế xong rồi bạn ấy lại dọn xong vòng sang bên này. Nói chung là tất cả cái khu vực xung quanh cái hồ nước này thì chúng ta sẽ dọn sạch sẽ nha mọi người nhé. Kể cả trên cái mỏm đá này cái thứ nữa sẽ dọn sạch sẽ để biến nó thành cái chỗ nghỉ ngơi thư giãn cho các bạn làm ở đây. Thế xong rồi là cộng đồng anh em người Việt mình ai thích tới chơi thì mọi người sẽ có cái khoảng không gian để chơi. Hay là con ta đi. Liên hoan nhậu nhẹt thì có thể qua đây chơi. Tabo. Đây là Quỳnh đang tổ chức lớp trông giữ trẻ. Đang họp. Đang họp à? Họp gì ấy? Họp xem là hỏi trẻ con xem là học hành như thế nào. Studa gomu à? Quỳnh. Quỳnh studa gomu. Hả? Hai. Hai. Năm. 6 6 7 7 8 9 10 à. Ok, agora canta nào. Canta đi. Canta nào, agora canta. Mơ con vì sẽ ra hai cây cây. Năm cây ra quá 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 quá. Quá mơ 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 mì bà bê cô. Nào lên bồ mấy cây cây sơ hồ. Quỳnh bà tê bao mà, bà tê bao mà. Ui hay quá. Chúng ta vỗ tay và ngạc nhiên nhỉ. Quỳnh với hát đấy. Đây mọi người ạ. Xung quanh này mọi người quan sát thấy các bạn đi. Sau khi mà làm xong ở đấy thì các bạn sẽ quay ra đây để dọn dẹp nha mọi người nhé. Dọn dẹp tất cả cái khu vực này. Xong rồi là bên gần suối. Chỗ này thì các bạn ấy chưa dọn đến phía ngoài kia, cho nên mình sẽ không đi qua đấy nữa. Mình sẽ đi vòng sang bên kia. Ở khu vực bên này thì như mình nói bữa trước ấy, thì chúng ta sẽ trồng sầu riêng vào đây mọi người ạ. Nói chung thì nói đến vấn đề sầu riêng thì chúng ta trồng và chăm sóc thế thôi, chứ còn chưa biết nối nào một lần được mọi người. Bởi vì bản thân mình là người không có kinh nghiệm trồng. Với lại là kỹ thuật trồng sầu riêng thì nó quá là phức tạp đi mọi người. Nó nhiều thứ lắm, trồng sầu riêng nhiều thứ lắm. Rồi là chăm sóc, phân bón, tiền của đổ vào đấy cũng khá là nhiều ấy. Nhưng mà mình vẫn cứ muốn làm, vẫn muốn thử nghiệm trồng ở đây xem tình hình thế nào. Đây, các bạn này thì các bạn đang dọn ở đây nha mọi người nhé. Đang dọn bên này. Còn bên kia thì hai thanh niên các bạn cũng đang dọn ở bên cạnh suối đấy. Đây nữa này. Tất cả cái khu vực ven bờ suối này các bạn sẽ dọn hết. Đi dọc sang bên này. Bữa trước cái khu vực này mọi người quan sát thấy nó đậm rạp rất là nhiều. Nhưng bây giờ các bạn cũng đã phạt hết cỏ đi rồi. Thoáng đãng hết rồi đây. Hiện tại là bây giờ nó cũng mới đang chuyển mùa ấy. Cho nên gió đang rất là khô hanh. Cho nên hiện tại chúng ta mới chỉ là ở công đoạn phát cỏ thôi. Phía dưới này các bạn cũng đang phạt đây này. Đấy. Chúng ta phấn đấu làm sao mà dọn sạch cái khu vực bờ suối này mọi người ạ. Mọi người quan sát thấy ở khu vực cạnh suối này có những cái cây đang cắm cọc này mọi người này.
Đây có những cái cọc đang cắm này, thì mọi người quan sát ở phía dưới này đều có su su hết rồi mọi người ạ. Đây su su này, đây như thế này. Toàn bộ những cái chỗ nào mà cắm cọc như thế này là đều có cắm cây su su hết rồi, trồng hết su su vào đấy rồi mọi người nhé. Chỗ này như thế này, toàn bộ khu vực này là anh Phong, trước khi mà làm cái đợt thì anh Phong đã cho các bạn đi trồng su su vào đây rồi. Chỉ đợi mấy bữa nữa để su su nó lên thôi. Đây su su này, đấy mọi người quan sát nó đã lên được như này rồi. Chỗ kia cũng thế, cả một dọc từ phía chỗ cái chúng ta đắp đập đấy đi sang bên này là anh Phong cho các bạn đi trồng su su hết rồi. Quỳ 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 quỳ. Sướng nhỉ? Hả? Sướng nhỉ? Xuống ao tắm không? Hả Quỳnh? Xuống ao tắm không? Nhưng mà không ở đây cũng xuống được. Đây quay ra đây cho mọi người xem, ở phía này cũng là phía gần quế đất, giáp gần giáp danh với đất bên hàng xóm rồi mọi người. Và đây cũng là suối đang chảy nước khá là mạnh này, khá là nhiều nước này. Đấy. Chỗ này thì khá là rậm rạp mọi người, đang còn rậm rạp lắm bởi vì các bạn ấy chưa từng dọn ở đây bao giờ. Chỗ này thì toàn cây khoai môn, củ cây khoai môn rất là nhiều, nhưng bây giờ vẫn phải để cho các bạn ấy dọn đi, dọn sạch đi, sau này chúng ta sẽ đào quy hoạch nó vào, trồng nó gọn gàng hơn nha mọi người nhé. Đây Tony Phong, ơi chỗ này cây su su của Tony Phong trồng đã cao lắm rồi đây này. Xin chào mọi người nhé. Đây su su của Tony Phong trồng cao phết đây này nhỉ. Lúc nãy review ở chỗ kia thì nó lên vừa vừa. Khu này khả năng đất tốt hơn này. Rồi thì nhanh thế nhỉ. Đây phía kia tất tật 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 tật. Bắt đầu lan ra khắp nơi rồi. Sau này phải làm dàn như nó. Trồng su su ở đây chủ yếu để lấy ăn ngọn thôi. Chứ còn ngọn. Quả thì đến lúc mà ăn không hết. Cộng đồng người Việt mình thì ăn su su một thời gian cũng chán thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái ngọn này ăn nó bị sướng này. Đây là su su, loại su su quả xanh mọi người. Quả thân xanh, xanh nên là cái ngọn của nó rất là to hơn là cái loại su su màu trắng, thân trắng. Su này rất là nhiều, cái này sau đánh ra trồng. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ vẫn dọn nhưng mà sau này sẽ đào củ đánh ra trồng sau mọi người. Nay dọn xẹp cho nó sạch sẽ đi đã. Những cây này bây giờ cái gốc nó to phát là phạt đi là nó trồi ra cái là hái đi bán. Nhiều vẫn còn rậm rạp lắm mọi người ạ, rậm rạp lắm. Nói chung là để mà khai hoang thì khá là vất vả nha mọi người nhé. Bởi vì ở đây trước đây nó vẫn rậm rạp. Đấy, mọi người quan sát su su nó lên. Chính ra chỗ này là đất hoang ấy mọi người, của người ta sở hữu từ trước bao nhiêu năm nay nhưng mà người ta không có dọn dẹp, không có để trồng cấy gì ở đây ấy. Toàn đây những cái cây này thì có cây bơ này, rồi cây cọ này, rồi cỏ mọc. Nhìn trông Quỳnh như Quỳnh nhìn Quỳnh thấy sợ luôn ấy mọi người ạ. Nhìn thấy sợ luôn ấy. Chỗ đi còn đi vào còn khó khăn. Đây chỗ này anh Phong anh cũng tốn công, anh ấy mấy các bạn ấy dọn dẹp mất khá nhiều công sức ở đây rồi đấy, nhưng nhìn vẫn còn sợ như thế này, toàn cây là cây rậm rạp quá, quá là rậm rạp. Rậm rạp này nhìn vào muốn bỏ, nhìn muốn bỏ, nhìn ấy không biết là thiết kế như thế nào được, trồng cây gì vào được mọi người ạ. Đây là chỗ này chủ yếu là phía bên trên thì là đi lại dễ dàng, tại vì là anh Phong anh cũng bỏ vào đây là 2 tháng 3 tháng nay rồi đấy mọi người, 2-3 tháng nay rồi đó. Đây lên trên này nếu mà mình đi lên dịch phía trên thì có cái đập ở xung quanh cạnh cái đập thì các bạn vẫn đang dọn dẹp, thì mình nhìn thấy thì nó sạch sẽ thì đỡ hơn đấy. Đây nhìn dưới kia sợ quá, nhìn cũng không biết làm cái gì, trồng cái gì luôn.
Nói chung là nhìn như thế này thì tiếp tục sau này là phải bỏ thêm nhiều công sức thời gian nữa thôi, với cả tiền bạc. Như ở dưới kia là không có nhìn thấy nước, dòng nước chảy. Ở trên này thì là dọn bớt đi thì là bắt đầu có dòng nước chảy này. Trước mắt thì chúng ta sẽ dọn những cái cây cỏ mềm trước đấy mọi người ạ. Mọi người quan sát bây giờ là mình đang đứng ở bên phía đất của nhà Antonio đây này mọi người này. Đấy. Ở cái chỗ này thì bạn Dorival đù bạn ấy dọn đã sạch sẽ hết rồi. Và mọi người quan sát xem nước này, nó đã lên đến rất là cao ở đây. Cảm giác như là gần lên đến chỗ cái mặt đất này rồi mọi người. Thế như vậy là khi mà nhà Antonio với Maria bạn đi làm vườn ở đây này, thì nhà các bạn này cũng là nhà được hưởng lợi đầu tiên mọi người ạ. Vì là nước nó gần hơn, nó gần hơn với cái chỗ mà các bạn đi sẽ trồng làm vườn, trồng rau cỏ ở đây. Nước tưới nó cũng sẽ dễ dàng hơn nha mọi người nha. Và đất nó cũng vào đây nó sẽ ẩm hơn cái khu vực đất các bạn làm vườn này rất là nhiều. Đấy. Nước ở chỗ này thì sau này có thể là sẽ xem xét này mọi người này. Nhà các bạn ấy có thể sẽ cần phải đắp cái chỗ này lại để cho nước nó không chảy xuống dưới này nữa. Trong nước từ kia nó sẽ chảy vào vườn nha mọi người nhá. Nó sẽ đi tiếp vào trong vườn ở trong kia, còn chỗ này sẽ đắp lại này. Chỗ này là cho nước chảy để chẳng qua là chúng ta để phương án thoát lũ cái mùa mưa thôi mọi người. Mùa mưa thì nước nó chảy vào trong vườn nhà các bạn ấy quá là nhiều. Thế cho nên là chỗ này chúng ta phải mở thêm một cái đường này ra để cho nước nó chảy xuống dưới này, nó không đi vào trong vườn quá nhiều. Nhưng mà sau này đến cái mùa khô, đợt này đến mùa khô thì cái chỗ này các bạn sẽ đắp lại. Nước chỉ để chảy từ trên kia chảy xuống qua cái vách đá xuống thôi. Đô đi vào đủ. Limpa te lì đó. Y. Dạ y di ra lì. Tu đu. Ao la đu a sinh. Tanh cư lim phủ tu đủ. Dạ. Dạ. Ở cái chỗ này này mọi người, ở cái phía bên này cũng là đất của nhà Antonio đấy. Thế nhưng mà mình cũng cho các bạn đi dọn sạch cái chỗ này để nhà Antonio khỏi phải làm vào. Bởi vì là mình cũng muốn cho xung quanh cái khu vực hồ này nó sẽ sạch sẽ cả một loạt. Thế cho nên là mình sẽ cho đội quân bên trong suối làm thôi. Chứ còn nhà Antonio sẽ làm việc nhà các bạn đi. Thế sau này ở bên này nhà Antonio có trồng cái gì đây thì các bạn ấy trồng. Nhiệm vụ đầu tiên của mình bây giờ là để cho nó sạch sẽ hết cái khu vực ở xung quanh cái hố nước này. Thế xong rồi là sau các bạn đi tắm giặt ở dưới này, mấy thanh niên đi làm đây các bạn ấy, buổi chiều xong các bạn ấy sẽ xuống dưới này tắm và các bạn ấy sẽ tranh thủ vớt những cái que, những cái rác ở phía dưới này nha mọi người nhá. Mình cũng tính cho các bạn rồi, mỗi ngày các bạn ấy tắm sẽ bỏ ra 5 đến 10 phút các bạn sẽ vớt những cái cành cây ở phía dưới này lên. Rồi là trong vòng khoảng 1 tuần hay là 1 tháng gì đó thì các bạn ấy sẽ vớt sạch tất cả những cái cành cây ở phía dưới. Cái lúc đầu mà chúng ta không cho các bạn ấy vớt dọn dẹp ở phía dưới lên ấy, bởi vì là mình tính đến cái khối lượng công việc ấy, các bạn ấy nhìn các bạn ấy sẽ rất là nản. Cái này chúng ta sẽ cần thiết để cho các bạn ấy làm cái phía cái đập trước để giữ nước cái mùa mưa này mọi người này. Vì là cái mùa này cái lưu lượng nước đang nhiều, chúng ta cố gắng để tích trữ cái nước ở trong cái mùa mưa này để sử dụng cho vào cái mùa khô ấy. Cho nên là cần thiết phải làm cái đấy sớm hơn và ở dưới này dọn dẹp để trong cái lúc tranh thủ thôi, để cho các bạn ấy nhìn thấy các bạn ấy không thấy nản. Ý định là vừa tắm vừa chơi đấy, để vừa dọn lên. Như thế thì các bạn ấy làm trong cái tư thế vui vẻ thì nó sẽ ok hơn. Chứ còn trước phạt xong bắt đầu nhìn ở dưới này nó bẩn các cái cành que rồi đủ các thể loại ở dưới đấy mà bảo các bạn ấy kéo lên ấy, mà nó nặng á, vất vả lắm. Bây giờ thì vừa tắm vừa chơi thế xong bắt đầu là vớt nó lên là được. Gọi Antonio với Maria đến luôn mọi người để cho các bạn đi nhìn ngắm luôn cái khung cảnh ở xung quanh này luôn sau khi dọn dẹp sạch sẽ. Thế xong rồi là dặn dò các bạn đi để sử dụng luôn cái diện tích cái khu vực này luôn đi mọi người, trong khi đấy là bạn Dorivaldo này bạn đang dọn. Về cô mùa kỳ bonito đấy. Esa no está mandamos ni limpa aquí ni puedo se paga ya paga de trabajador ya no es así ve ahora ni está limpa todo aquí amanya de puedo amanya vos se continúa termina aquí también para plantar aquí también todo lo cosa entienden ne esa todo está limpo vos se también ya plantar aquí hasta la también limpa. Y Antonio cuando va a comenzar aquí encima. ¿De cuándo? Sí, cuando va a limpar aquí. Ah, todo ya está mal, también ya va a acabar hoy.
Manda ke Capina aling bai su primeiro. Ah, pois sim. Depois quando cai para no. Sim. Limpa aling bai su primeiro. Tại vì là ở chỗ khu vực này Antonio cũng dự định là sẽ dọn sạch cái khu vực ở phía ngải bên suối này để bạn ấy trồng cấy ở cái gần đây, nó gần nước suối hơn này mọi người này. Cho nên là mình bảo bạn ấy, vừa hỏi bạn ấy bao giờ dọn chỗ này, thì tất cả cái khu vực này bạn sẽ dọn. Thế lại là nó sẽ thông thoáng hơn để cho các bạn ấy quan sát hết tất cả cái khu vực đất, kể cả là từ trên nhà các bạn có thể nhìn xuống tận dưới suối, chỗ cái chỗ mà trước chúng ta làm cái cầu ao kìa mọi người kìa. Y crianza ra atensao nao pasaki ra agua ra quando ele fica e já mete mal assim já passar aqui ele vale passar já então que a criança não passa mais aqui já vai qua đây phải dặn dò các bạn như thế mọi người ạ. Já tá bom, já continua de trabalho aí. Mete aqui já mete em fim lá assim. Mình có đi đây ta, được coi in đi đây ta. Thế bây giờ ở dưới này các bạn ấy đắp thế rồi nhưng mà vẫn cần cho cái mặt đập này nó cao lên, cho nên bây giờ đang vận chuyển những cái khúc gỗ cắt rồi vào đây để đắp ở phía trước này mọi người. Chúng ta sẽ cho nó lên cao tầm bằng cái này này. Nó lên cao bằng tầm cái này này. Đấy. Tất cả cái khu vực này sẽ cho cao hết, cái mặt đập này cho cao lên một tí nha mọi người nhé. Các bạn đang chuyển gỗ về đây, tất cả những cái gỗ đã cắt rồi bên nhà Antonio đấy sẽ cho lên. Tierra esa, tierra esa, tierra para meter esa. Tienes que meter la fui, no meter agua. Bây giờ lại đến công đoạn chuyển sang bên này dọn vườn cho ông Antonio đây mọi người. Ở cái chỗ khu vực bên này là vườn của Antonio nha mọi người nha. Thì tất cả những cái gỗ mà trước anh Phong với các bạn ấy chặt nó đổ sang bên này, bây giờ chúng ta sẽ cho nó đi qua cái đi qua cái hố này đi sang bên kia để giảm cái sức lao động của các bạn ấy, cho xuống nước xong là đẩy nó sang bên chỗ bên kia để chúng ta nâng cao cái mặt đập nha mọi người nha. Thì tất cả cái chỗ này thì các bạn sẽ làm xong rồi các bạn sẽ nghỉ luôn bây giờ thôi. Hôm nay các bạn ấy sẽ dọn hết cái chỗ gỗ này, tất cả những cái gỗ to này chuyển hết sang bên kia. Đấy, tức là tình hình là cái đập chúng ta sẽ tính phải cao hơn chứ không để thấp. Cho nên là tất cả là các bạn ấy đang dọn cái gỗ ở phía bên vườn nhà Antonio cho sang bên đấy, xong rồi đẩy qua nước để đỡ mất công vác mọi người. Đấy, chúng ta sẽ đẩy hết sang phía bên chỗ bên kia, xong rồi các bạn sẽ cho cái dây vào đầu cái cây gỗ này, xong bắt đầu kéo nó lên để kè cái bờ đập, trong nâng cao bờ đập lên. Đây, tình hình hôm nay video là đi đến đây để review cho mọi người xem tình hình là đập giết các thứ như thế nào, vấn đề công việc ở đây triển khai như thế nào, thì hôm nay sẽ kết thúc ở đây thôi. Tạm biệt mọi người nha, bye bye cả nhà. Ok, tạm biệt mọi người.